Hello, em mới về một con đồng Câu hồ đố. Casio câu cá nha. Đây rất là độc lạ, có đèn tự động, đặc biệt đo nhiệt độ, tuổi trăng, thủy triều, đó, và mật độ cá luôn, để dành mình đi câu cá nha. Đó, đây, ngoại hình của nó đẹp leng keng luôn, dây dài luôn. Em còn bốn mắt dư để ngoài nha. Đó, con này là thuộc dạng hàng hiếm nha, hàng độc lạ hiếm, giá cao. Đó, anh em coi được thì mua đèn tự động nha. Đây, thủy triều nè. Đó, mình xem được bao giờ trăng tròn luôn. Trăng tròn là ngày rằm á. Đây, mặt trăng là tuổi trăng nè, 13 tháng 7. Đó, 13 tháng 7 trăng tròn. Thì mọi người lên thử search đi, 13 tháng 7 là ngày rằm luôn đó. Đó, chính xác chưa? 13 tháng 7 trăng tròn luôn. Đó, rất là chính xác luôn, tại vì em đã chỉnh kinh độ với này kia hết rồi, giờ chỉ việc xài thôi. Đó, báo thức giờ thế giới, bấm giờ đếm ngược gì tùm lum tà le. Đó, rất là nhiều chức năng đẹp keng luôn nha, xứng đáng sưu tầm luôn á, hàng cổ quý hiếm. Đó, rất là ngầu luôn, size 40 chưa núm. Rồi em mời cả nhà nha.